Quê xin chào quý anh chị và các bạn gần xa. Rất vui khi được gặp lại với clip góc nhìn từ nhiều hướng từ chân cầu Mỹ Thuận 1 và 2 xin gửi đến với mọi người. Xin mời các bạn cùng thưởng thức từ những hình ảnh thiên nhiên huyền ảo. Thưa quý vị, góc nhìn mà mọi người đang nhìn thấy đó là chân cầu Mỹ Thuận 1 phía bờ Vĩnh Long thưa quý vị. Đây là bờ kè, cách chân cầu Mỹ Thuận khoảng 300 m. Ở đây có rất nhiều cây bần đó mọi người. Chiếc thuyền của ngư dân chỉ còn cái khung sườn do lâu ngày bị mục nát như vậy. Còn đây là vị trí đẹp nhất từ chân cầu Mỹ Thuận 1 và 2. Ở nơi đây có thể nhìn được toàn bộ hai cây cầu dây văng lớn nhất miền Tây ạ. Vị trí mà mình đang đứng ở đây là vị trí ở bên bờ kè bên phía bên lòng. Vị trí này là sẽ nhìn tròn được cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2. Hiện tại là phòng 1 và 2.
đưa vào hoạt động. Tình hình hiện nay lưu lượng xe chia qua hai cầu không quá nhiều so với trước kia.